Đây là thành phẩm của mình đây các bạn ơi, tôm hùm xào mì. Bây giờ mình ăn thử cho các bạn nghe xem cái độ giòn và ngọt của tôm hùm. Tôm hùm rất là tươi và ngọt lắm các bạn. Các bạn có thể để vào cái dĩa để ăn với gia đình, hay là các bạn có thể bỏ vào cái mâm party tray, các bạn cái loại mà giống như vậy nè, trong hình nè. Như vậy sẽ dễ để mình đi tiệc. Thì hôm nay là mình mua một con tôm hùm này là khoảng 4 pound, là gần 2kg nha các bạn. Gia vị thì mình cần một bó hành lá mình cắt khúc, ớt chuông mình cần một trái, và mình cũng cắt vuông vuông giống như ăn bò lúc lắc vậy đó các bạn. Còn hành củ thì mình cần nửa củ, mình cắt vuông giống như trong hình trong video. Và ớt mễ, ớt jalapeño mình cũng cần một trái, mình cắt lát lát như vậy. Mình cần hai cái trứng, nếu mà hai trứng nhỏ, còn nếu mà trứng lớn thì mình chỉ cần một cái trứng thôi. Còn bột bắp, mình cần một gói mì, mì tươi á, mì trứng tươi. Thường thường mình làm mì trứng này là cái cọng dẹp á, nhưng mà hôm nay mình có thể làm loại này, hay là mình có thể làm loại bên tay phải ha. Tại vì là hôm nay mình sẽ làm loại bên tay phải, là cái sợi mì gọi là lò men á, mì sợi trứng to, nó lớn hơn cái loại sợi mì bình thường một chút. Và nó cái loại này ăn rất là ngon, mà có hướng dẫn á ở phía sau luôn ha. Bỏ mì vào nước sôi, lấy đũa quậy trong 10 giây và lấy ra và bỏ vào nước lạnh á cho nó nguội, thế là xong á. Và khi mà nó ráo thì mình xào thôi. Mì này ăn mình thích hơn cái loại dẹp, mà bởi vì nó tơi ra, nó hở thành sợi hơn và không có cần nhiều dầu để xào, mà nó vẫn mượt. Sau khi 10 giây xong rồi mình đi đem ra, mình xả nước lạnh đó, và mình để ráo một lát là mình sẽ xào ha. Món này ăn nó đơn giản, dễ làm. Nếu mà các bạn làm lần đầu có thể các bạn thấy nó hơi khó, nhưng mà làm dần các bạn sẽ thấy nó rất là nhanh và quen tay. Thì trong lúc mình làm những cái gia vị khác thì mình nên bỏ dầu vào cái chảo để mình hâm, mình để cho nó nóng á. Để một lát mình xong hết cái gia vị thì mình chiên liền. Trong thời gian chờ đợi dầu sôi thì mình sẽ làm nước sốt ha. Thì mình cần cái muỗng súp, mình dùng cái muỗng súp mình đong là mình dùng chính xác luôn. Mình làm một muỗng canh, cái muỗng súp này là muỗng canh, muỗng ăn phở, một muỗng canh đường, một muỗng canh nước tương, soy sauce. Và hai muỗng canh dầu hào. Mình có thể dùng loại nào, hiệu nào cũng được, không cần phải cái hiệu chính xác là của mình, nhưng mà các bạn có thể dùng hiệu nào cũng được ha. Dầu hào 2 muỗng. Và nửa muỗng tiêu xay. Có tiêu vào thì nó rất là thơm ha. Và các bạn nếu mà ai ăn được dầu mè thì nên bỏ vào một muỗng cà phê dầu mè. Tại dầu mè là ở xứ Mỹ thì rất là nhiều người bị dị ứng với dầu mè. Mè và dầu mè, cho nên là trong đây mình không có bỏ dầu mè vào trong này ha. Và mình trộn lên hết rồi mình bỏ vào trong đây 3 muỗng canh nước ấm. Nước sôi hay nước ấm gì cũng được, để cho nó dễ tan cái đường cho nó nhanh. 3 muỗng canh ha. Và cái liều lượng này mình làm ra cái nước sốt này là mình dùng hết luôn, mình không có để lại. Và sau đó mình bỏ 1 muỗng cà phê bột bắp, rồi mình trộn đều lên. Nhớ ha, 1 muỗng canh, mình lặp lại, 1 muỗng canh đường, 1 muỗng canh nước tương, 2 muỗng canh dầu hào, nửa muỗng cà phê tiêu đen, 3 muỗng canh nước nóng và 1 muỗng cà phê bột bắp, mình trộn đều lên. Nếu bạn nào thích ăn và ăn được dầu mè thì bỏ vào 1 muỗng cà phê dầu mè, trộn đều và bỏ vào microwave, lò vi sóng 30 giây. Sau 30 giây mình lấy ra, mình trộn nó lên lại và mình bỏ vào trong microwave thêm một lần nữa, 30 giây nữa, là tổng cộng 1 phút.
là nước, lúc đó là mình sẽ thấy cái nước sốt mình nó hơi sệt sệt ha, nó hơi sệt sệt thôi chứ nó không có đặc lắm ha. Và bây giờ mình pha bột ha, mình bỏ vào đây hai cái trứng. Trứng gà này thì nó hơi nhỏ cho nên mình dùng hai, còn nếu mà mình có trứng lớn thì mình dùng một trứng cũng được. Chủ yếu là mình phải có cái lớp trứng này phải cover, che cái nó phải dính vào cái da tôm hùm á. Khi mà mình lắc như vậy, mình cố tình mình dùng cái thao này bởi vì mình biết không phải bạn nào ở nhà cũng có dụng cụ giống như nhà hàng. Thì ở ngoài nhà hàng thì người ta dùng cái thao loại bẹt hơn, thì cái lúc mình lắc á nó sẽ dễ hơn. Nhưng mà cái thao này nó tròn và nó ủm hơn, thì khi mình bỏ vô á, mình lắc nó cũng khó đều. Cho nên là mình sẽ làm cái dạng giống như là ở nhà đó, cho các bạn dễ làm, dễ theo dõi hơn đó. Là khi mình lắc như vậy, có chỗ có dính, có chỗ không thì không sao hết á, mình cứ trộn bằng cái tay cũng được. Và sau đó cái chỗ nào mà mình lắc bột lên á mà nó không có dính bột, mình cũng sẽ tự bỏ bột lên. Nhưng mà trước khi bỏ bột, các bạn phải make sure một điều là phải có cái lớp trứng dính lên cái tôm hùm. Nếu không á, lúc mình chiên á, nó sẽ không có bám vào tôm hùm. Cái giai đoạn này các bạn nhớ nha, các bạn làm các bạn đừng có bỏ qua giai đoạn này. Bởi vì sao? Cái giai đoạn này á, mình thấy là nếu mà có người mà không thích ăn, sợ mập á, thì không nên làm món này. Bởi vì khi mà bỏ qua giai đoạn chiên sơ bột á, mà chỉ xào thẳng ra thì nó sẽ không có ra cái vị này, và không có ra cái vị hương vị nhà hàng. Thì có những bạn ở nhà xào thẳng vào và bỏ hành gừng, cái đó là cái món ăn khác. Còn món này mình đang chỉ là tôm hùm xào mì, thì cái món này là mình đừng có bỏ qua cái giai đoạn lăn rắc bột vào để chiên ha. Mình bỏ một ít bột vào đây, các bạn đừng có sợ mặn. Bởi vì khi mà mình bỏ bột vào đây, lúc mà mình chiên nó không phải bám hết sạch hoàn toàn trong đó, nó sẽ có dính vào trong đó một ít. Giống như bây giờ mình các bạn thấy nè, nó không có dính bột lúc mình lắc á, nó không có dính bột phải không ạ? Thì mình bỏ thêm bột lên, mình làm cho nó dính lên trên đó. Nhưng mà lúc mình chiên á, là nó sẽ không có phải, nhìn nó không có nhiều đâu, nó có một ít thôi. Bởi vì cái này không phải là mình để bột lỏng rồi mình mới nhúng tôm hùm vào thì cái đó là nó sẽ bị nhiều. Cái này mình để bột khô, bột ráo và cái tôm hùm nó ướt thì mình bỏ rắc bột lên thì nó cũng không có nhiều đâu. Thì mình cứ bỏ bột thêm, nếu mà nó không có dính bỏ thêm bột lắc lên trên cái trên con tôm hùm đó. Nếu mà mình tìm được cái con tôm hùm cái, tôm hùm cái thì nó sẽ có trứng ăn rất là ngon. Nhưng mà mùa này thì cũng hiếm những con tôm hùm cái, cho nên mình phải mua tôm hùm đực á, thì nó không có nhiều, không có trứng, nó không có gạch, nó có ít, rất là ít gạch. Thì bây giờ sau khi mình chuẩn bị xong thì dầu nó nóng rồi nè nào. Thường thường nếu mà các bạn nào có cái cây đo nhiệt độ thì nên đo nhiệt độ 375 độ. Nếu mà không có thì mình có thể thử bằng cái đầu hành lá mình bỏ vào mà nó sôi lên á, thì nó lên cái độ á. Khi mình nấu ăn nhiều thì mình sẽ để ý, mình sẽ biết. Thì khi như thế này là mình sẽ bỏ vào đây, mình bắt đầu bỏ tôm hùm vào và mình chiên đúng 5 phút. Lúc mà mình ở chiên ở ngoài hàng, giống như mình nhúng vào thì nó sẽ ngập hết, nhưng mà ở nhà mình không bỏ nhiều dầu như vậy. Mình chỉ bỏ có nửa chảo dầu thì mình bỏ vào, thì một lớp ở dưới thì nó chín, ở trên thì nó sống. Cho nên là mình chiên đó, mình khi mình bỏ vào mình để nên chú ý là mình không có quậy cái chảo nha, không có quậy tôm hùm. Mình bỏ vào để thẳng xuống và lấy đũa ra, đừng có đảo, để cho bột nó không có bị rớt ra. Và chiên đúng 3 phút như vậy nếu mà cái miếng nó vừa ăn. Nếu mà miếng lớn quá thì mình nên chiên 7 phút, tùy theo cái miếng tôm hùm lớn hay nhỏ. Thì khi mà chiên đúng 3 phút mình mới lật cái miếng tôm hùm qua, mình chiên lại đúng 2 phút nữa là tổng cộng có 5 phút thôi nha các bạn. Đừng chiên nhiều quá, nó sẽ bị dai và khô. Chiên tôm hùm thì tốt nhất là chiên khi mình chặt như vậy, mình chiên đúng 5 phút thôi là nó vừa chín tới, rất là ngọt và giòn. Và các bạn đừng có nhớ nên đừng có chiên một phút xong một thứ trở như vậy nha các bạn. Giống như mình chỉ các bạn là chính xác luôn, là khi dầu 375 độ, chính xác là 3 phút, bỏ miếng tôm hùm vô 3 phút. Đừng có đảo tôm hùm. Sau đó mình lật tôm hùm qua, mình chiên thêm 2 phút nữa.
là chính. Nếu cái lửa của các bạn không giống lửa của mình đi, và cái nhiệt độ nó khác, các bạn có thể lấy nó lên và nhìn nè, cái miếng tôm hùm nè là nó vàng vàng như vậy ha. Và cái bột của mình lúc mình rờ vào cái bột đó, nó cũng khô và giòn nữa. Thì các bạn có thể đo kiểm tra cái cách như vậy. Vì nếu các bạn làm một lần hai lần thì các bạn sẽ biết. Đây là sau 5 phút mình lấy ra ha. Và cái đầu mình để lại thêm 2 phút nữa là bởi cái vì cái đầu này một lát mình sẽ so sánh cho các bạn xem cái đầu này. Tôm hùm này rất là lớn. Nó to lắm các bạn. Tại con tôm hùm này 4 phao mà cái mình thì chỉ có 2 miếng, cái đuôi và cái mình chút xíu thôi. Tức là tính luôn cái đuôi là chỉ có 2 miếng thôi. Là cái mình á, còn như là cái đầu thôi. Và bây giờ mình bỏ vô thêm. Mình chiên hết rồi mình mới xào. Mình lặp đi lặp lại để cho bạn nào mà cô không có chú ý kỹ phần đó thì các bạn có thể biết được. Khi mình bỏ tôm hùm vào đừng có lắc nó lên nha, đừng có xào nó lên nha, mà để nó thẳng vào trong đó và để nó chiên cho tới khi 3 phút rồi mình mới trở ha. Đây là miếng gạch gạch của tôm hùm còn hồi nãy, cho nên mình bỏ vào đây đó mình chiên luôn. Và nhớ bỏ vào thì đừng có trộn lên ha, đợi khi mà nó chín đó, thì mình lọc nó qua. Nhìn thấy làm cái này có đơn giản không nè. Các bạn nhớ đừng lâu lâu mình mới ăn, không có ăn thường xuyên cho nên đừng có sợ mập. Và khi mình ra nhà hàng ăn người ta cũng làm giống như vậy thôi. Cho nên nhưng mà ở nhà mình làm ăn thì mình sẽ làm theo cái khẩu vị của mình. Và nó cũng sẽ an toàn thực phẩm hơn. Đây cái đầu tôm hùm đây mình muốn cho các bạn thấy nó lớn cỡ nào. Nó to hơn cái tay của mình nhiều luôn đó các bạn. Ngay cái càng tôm hùm mà nó gần nửa cái chảo luôn. Cái chảo này là rất là to đó. Này, nhìn có hấp dẫn không nè. Và bây giờ, và đây là mình cái chảo chống dính mình mua rất là to, loại 34 inch rất là to để mình xào mì và xào cua. Mình dùng chảo chống dính để mình xào cho nên mình xào ít dầu. Mình bỏ vào đây một muỗng canh dầu và mình bỏ vào cái đầu hành lá đó. Mình xào lên cho nó thơm, sau đó mình mới bỏ cái mì hồi nãy mình luộc á, mình trụng á, vào đây mình xào. Nếu mà mình muốn, ở ngoài nhà hàng người ta dùng rất là nhiều dầu, cho nên khi mình ăn xong mình nhìn cái dĩa nó rất là nhiều dầu. Cho nên cái dầu khi mà nó gặp cái chảo, cái wok, cái lửa lớn á, cho nên nó tạo ra cái mùi, cái hương rất là thơm, ăn rất là ngon. Nếu mà các bạn muốn có cái vị đó thì ít nhất là các bạn phải có đủ độ, cái lửa phải lửa cao. Lúc này mình dùng lửa cao nhưng mà mình không có dùng nhiều dầu. Nếu các bạn, nếu mà được á, thì nên dùng lửa cao và bỏ thêm dầu. Cái dầu này là dầu hành phi mà mình hay phi hành lên, mình để cái hành phi mình ăn á, và mình để dầu lại mình xài. Và cái dầu đó mình dùng mình xào đồ ăn rất là thơm. Nếu mình muốn cái cọng mì mượt thì mình nên bỏ thêm dầu nữa ha. Nhưng mà vì mình không có thích bỏ nhiều dầu quá cho nên mình bỏ một muỗng canh dầu thôi. Và đây là sợi mì nè. Cái loại mì này nó rất là ngon, nó rất là tươi. Thứ nhất là mì này là mì để mì làm mì mì xào, cho nên cái sợi á nó ra từng sợi, nó không có dính cục. Nó không phải là loại mì mà mình ăn hủ tiếu mì đâu nha, mà là loại mì xào. Và các bạn có nhớ nước sốt hồi nãy mình bỏ vào microwave mình bấm mình hâm lên không? Là mình bỏ vào đây mình xào đây. Nhớ là lúc này là mình dùng lửa lớn ha. Và cái chảo này nó dày cho nên là nó không có nó khó khét lắm. Cái chảo này nó dày, mình dùng lửa lớn thì nó mới thơm nữa. Các bạn không cần lắc chảo đâu nha, mình chỉ thử thôi. Tại vì cái chảo này mình mới mua nó quá to đi, mình muốn thử mình lắc như thế nào. Ở nhà mình không cần lắc, mình đảo bằng cái đũa hay là cái xuống cũng được rồi ha. Cần lắc chảo mình đòi hỏi cái bếp nó cũng phải to rộng, nó thoáng, nó thoải mái. Để người mình lúc mình làm mình cũng thoải mái.
Và cái chảo nó cũng không, đừng có nặng quá, cái loại này quá nặng, nặng vừa to nữa. Đây là nước sốt hồi nãy mình bỏ vào microwave mình bấm nè các bạn. Mình bỏ vào đây 2 muỗng canh ha. Cái chén nước sốt này là mình xài hết luôn á các bạn, cho cái món tôm hùm xào mì á là mình xài hết luôn á. Và mình trộn lên, nhớ lúc này là mình dùng lửa lớn nha, dùng lửa lớn á. Nếu mà các bạn cảm thấy mà mình đảo tay không kịp á thì mình có thể dùng lửa medium, lửa vừa vừa thôi. Và bây giờ mình sẽ bỏ một muỗng canh nước sốt của phở áp chảo. Không biết nếu mà các bạn nào có theo dõi món ăn của mình làm thì mình làm phở áp chảo và bò lúc lắc cùng một nước sốt. Nước sốt đó là nước sốt làm đủ thứ món hết. Thì cái nước sốt đó bỏ vào đây các bạn mới thấy cái màu nó lên màu nè. Hồi nãy là nó còn vàng mà nó hơi vàng trắng phải không ạ? Bây giờ nó mà vàng nâu nâu thì cái màu của mì nó sẽ đẹp hơn. Nếu mà các bạn không biết cách làm nước sốt này thì các bạn nhìn cái link ở dưới, mình để ở phía dưới nha, là cái link làm phở áp chảo á, nước sốt của phở áp chảo hay là bò lúc lắc á, là cùng một nước sốt mình bỏ vào một muỗng canh này thì cái vị á nó sẽ ngon hơn mà cái màu nó sẽ đẹp hơn. Đây cái màu của nó đây là nó màu đậm như nè, thì mình bỏ vào một muỗng canh thôi. Và dĩ nhiên là các bạn phải thử theo cái khẩu vị của các bạn, nhưng mà đừng có nêm mặn quá vì một lát mình còn tôm hùm nữa. Các bạn thấy cái sợi mì không? Các bạn nhìn kỹ nè, nó rất là mượt. Mặc dù mình bỏ ít dầu nhưng mà nó rất là mượt. Khi mình ăn xong ở phía dưới đấy của cái dĩa đó, mình không có thấy dầu chèm nhẹp giống như là khi mình đi ăn ở ngoài đâu. Cho nên đừng có sợ mập ha. Và đây mình cũng bỏ một ít dầu vào đây, bắt đầu mình xào tôm hùm. Và khi mình xào tôm hùm, tại vì tôm hùm mình chiên chín rồi, cho nên mình bỏ vào đây xào rất là nhanh. Chưa tới một phút nữa, các bạn canh cho nhìn cho kỹ nha, mình làm chưa tới một phút nữa. Mình bỏ tôm hùm vào đây chủ yếu là để mình trộn chung với cái nước sốt á, mình lắc chung với nước sốt. Thì đây bây giờ mình bỏ hành vào đây để mình phi lên cho nó thơm, nó vàng. Và nhớ lúc này là lửa lớn ha. Sau khi mà nó hơi vàng rồi mình bỏ cái ớt chuông vào. Mình biết các bạn có nhiều người ta thích ăn ớt chuông, người ta thích ăn rau, nhưng không có phải vì vậy mà mình bỏ nhiều. Khi mình bỏ quá nhiều nó sẽ ra nước, tức là nó không có thoát nước ra mà nó ra nhiều cái nước từ cái rau cải đó, thì cái vị của đồ ăn của mình nó sẽ khác. Cho nên khi mà mình làm những cái món giống như là mình hướng dẫn, lúc mà mình hướng dẫn mình rất dặn rất là kỹ là đừng có bỏ quá nhiều rau cải vào. Thì nhớ giùm mình là đừng bỏ nhiều rau cải quá, giống như mình cắt nguyên trái ớt nhưng mà mình không cần thiết phải bỏ nguyên trái ớt vào đây ha. Mình có thể chiên, nếu muốn thì mình làm hai đợt, mình chia cái tôm hùm ra làm là hai và mình làm hai đợt. Nhưng mà nếu mình làm một đợt thì đừng có bỏ vô quá nhiều. Rồi, tại vì cái chảo này to, rất là to, 34 inch, mình lặp lại rất là to nha, cho nên mình làm một lần thôi ha. Và mình bỏ, nhớ là cái đầu tôm hùm mình chiên 7 phút, cái nào mình to lớn thì mình chiên 7 phút, còn những miếng bình thường mình chiên có 5 phút thôi. Cái càng to thì mình chiên 7 phút, như vậy là xong rồi ha. Mình bỏ vào tất cả ở đây, và lúc này vẫn là lửa lớn nha. Và mình bỏ nước sốt vào, mình chỉ chừa có khoảng 1 muỗng rưỡi canh nước sốt lại để phút cuối thôi ha. Bây giờ mình xào các bạn canh dùm cho mình nha. Nó rất là nhanh, chưa tới 1 phút thôi là mình tắt lửa rồi. Đó là khi mình trộn đều như là mình tắt lửa và mình bỏ hành lá vào. Nhớ trước khi bỏ hành lá vào phải tắt lửa dùm mình nha. Và trộn lên như vậy cho nó đều. Sau đó cái nước sốt mình còn dư 1 muỗng canh rưỡi hồi nãy á, mình đổ vào đây. Mình biết là sẽ có bạn nào thắc mắc đó, sẽ nói là tại sao mình không bỏ hết một lượt. Bởi vì khi mình bỏ hết một lượt mà lửa mình còn cháy á, nước sốt mình nó sẽ bị cạn đi, nó không có còn mượt giống như vậy nữa. Bây giờ mình bỏ cái nước sốt còn lại mà lúc này là lửa mình tắt rồi nha. Và mình bỏ vào đây thì mình trộn lên thì các bạn biết là cái tôm hùm á, nhìn cái miếng tôm hùm nó mượt, nó bóng mượt, nhìn rất là ngon, nhìn rất là hấp dẫn luôn. Lúc này là thơm cả nhà luôn á các bạn. Thấy có đơn giản không các bạn?
và đây bây giờ mình sắp xếp vào đây. Ví dụ mình làm cho nhà ăn thì mình bỏ vào cái dĩa, nhưng mà nếu mà mình có tiệc tùng gì đó mình thì mình bỏ vào cái party tray á, cái loại mình làm tiệc á, mình thì nhìn nó sẽ hấp dẫn hơn. Còn làm ăn gia đình thì mình bỏ một cái dĩa như thế này, rất là đơn giản mà ăn rất là ngon, không có cầu kỳ gì hết. Nếu các bạn có thắc mắc gì thì xin các bạn để comment ở phía dưới, mình sẽ cố gắng trả lời nhanh nhất có thể nha. Và đây là thành phẩm của mình đây các bạn ơi. Nhìn có hấp dẫn không nè? Mình hy vọng là các bạn thích recipe này nha, thích cái món ăn mình nấu, mình hướng dẫn. Nếu các bạn thích cái món nào khác nữa, các bạn để comment ở phía dưới, mình sẽ cố gắng mình làm nha. Hiện giờ mình cũng có cái list rất là dài mà các bạn đã request mình làm á, mình sẽ làm từ từ theo những cái món đó ha. Và bây giờ là mình sẽ ăn thử cho các bạn xem ha. Nó cái tôm hùm này nó rất là giòn và ngọt. Và cái mì á nó rất là vừa ăn, ăn mình rất là thích cái sợi mì này. Nếu mà dùng để xào mì á là mình thích dùng cái loại mì này. Các bạn bỏ một cái dĩa giống như vậy để mình ăn với gia đình. Cái con tôm này nó hơi bự so với cái dĩa. Hay là mình bỏ vô cái party tray giống như vậy hả các bạn. Mình chúc các bạn làm thành công và ăn ngon miệng nha. Nếu các bạn thích video này, các bạn giúp giùm mình là bấm nút subscribe, like và share với gia đình và bạn bè nha. Mình vui nhất là khi mà các bạn làm thành công và khi có ai hỏi thì các bạn share cái link này, là đó là một lời cảm ơn và động viên mình đó. Mình cảm ơn các bạn nhiều nha. Bye bye các bạn, chào tạm biệt các bạn. See you next time. Bye bye.